Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 365 Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình nhé Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm có những thông tin đáng chú ý sau đây Đội tuyển Việt Nam bổ sung thêm một thủ môn cực lạ ngay trong đêm Thủ môn Nguyễn Văn Toàn bất ngờ vắng mặt huấn luyện viên Park Hang-seo đã bổ sung quan văn chuẩn từ đội U23 Việt Nam lên tập luyện trong chiều ngày 8 tháng 11 ở Hà Nội Thủ môn Văn Toàn không xuất hiện trong buổi tập ngày hôm nay, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF chưa thông báo cụ thể về trường hợp này, gần như ngay lập tức tuyển Việt Nam bổ sung người mới. Quan Văn Chuẩn có mặt trong buổi tập trước trận gặp Nhật Bản, bốn thủ môn lúc này là Bùi Tấn Trường, Trần Nguyên Mạnh, Nguyễn Văn Hoàng và Quan Văn Chuẩn. Quan Văn Chuẩn là thủ môn bắt khá lên tay của U23 Việt Nam, anh sinh năm 2001, thuộc biên chế câu lạc bộ Thanh Hóa. Văn Chuẩn từng ra sân trong hai trận giao hữu gặp U23 Tajikistan và U23 Kyrgyzstan. Theo thông tin từ sóng trực tiếp buổi tập của tuyển Việt Nam, Văn Toản bị đau vai nên ở lại khách sạn. Văn Toản là thủ môn số 1 ở U23 Việt Nam, Văn Chuẩn là sự lựa chọn thứ hai. Văn Toản sinh năm 1999, anh từng bắt chính trận thua 1-3 trước Oman khi tấn trưởng bị thương. Sau đó anh dự hai trận vòng loại U23 châu Á 2022 trước U23 Đài Loan Trung Quốc và U23 Myanmar. Với sự có mặt của Văn Chuẩn, tuyển Việt Nam duy trì số lượng 3 cầu thủ, trong đó có 4 thủ môn. Huấn luyện viên Nguyễn Thế Anh là người phụ trách công tác huấn luyện thủ môn ở cấp độ đội tuyển quốc gia lúc này. Sự vắng mặt đáng tiếc nhất trong khung gỗ có lẽ là cái tên Đặng Văn Lâm. Anh bị chật khớp vai khi tập cùng câu lạc bộ Cerezo Osaka và phải phẫu thuật sau đó. Văn Lâm đã trở về Nga để dưỡng thương. Trong buổi tập này, ban huấn luyện cho các cầu thủ làm nóng rất kỹ, một phần vì thời tiết ở Hà Nội đã chuyển sang lạnh. Xin được chuyển sang một thông tin khác. Tiền đạo Nhật Bản, tuyển Việt Nam tiến bộ từng năm. Yuya Osako đánh giá cao tuyển Việt Nam nhưng đặt quyết tâm cùng đồng đội giành 3 điểm trên sân Mỹ Đình. Sáng ngày 8 tháng 11, Yuya Osako có buổi trả lời Soccer King, tiền đạo tuyển Nhật Bản nhận xét về Việt Nam. Tôi có ấn tượng với nhiều cầu thủ trẻ Việt Nam, đội tuyển của họ mạnh lên qua từng năm. Tôi và đồng đội cần thi đấu gắn kết trong cuộc đối đầu với Việt Nam và Oman để chắc chắn có được 6 điểm. Osako và các đồng đội thi đấu trong nước đã có mặt tại Việt Nam đêm mùng 7 tháng 11. Cầu thủ kỳ cựu của Vicen Kobe đã ghi 9 bàn cho tuyển Nhật Bản tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Ở vòng loại thứ 3, anh ghi bàn duy nhất giúp đội nhà hạ Trung Quốc 1-0. Yuya Osako cho biết, trong 4 trận đã qua chúng tôi đều thua một trận trong tháng 9 và tháng 10, vì vậy tôi nghĩ mọi cầu thủ đều có cảm giác khủng hoảng. Ở các trận đấu tiếp theo tôi muốn tập trung và giành chiến thắng. Tiền đạo 31 tuổi đã phải rời sân ở phút thứ 61 trong trận gặp Australia do gặp chấn thương nhẹ. Tuy nhiên anh đã hồi phục tốt và sẵn sàng ra sân ở trận đấu trên sân Mỹ Đình. Osako nói: "Tôi đã không còn gặp vấn đề gì với chân của mình, vì vậy tôi muốn được thi đấu cho đội tuyển Nhật Bản. Với ước muốn giành chiến thắng, tôi nghĩ rằng bất kể ai ra sân cống hiến cho đội tuyển đều muốn gặt hái được kết quả tốt đẹp." Toàn bộ thành viên của tuyển Nhật Bản đều mặc vest trong chuyến bay tới Hà Nội hôm 7 tháng 11. Nhóm cầu thủ thi đấu tại châu Âu sẽ có mặt tại Việt Nam trong ngày 8 tháng 11. Dự kiến thầy trò huấn luyện viên Hajime Moriyasu chỉ có tối đa 2 buổi tập với đầy đủ quân số trước khi đọ sức với Việt Nam vào lúc 19 giờ ngày 11 tháng 11. Thủ môn Nhật Bản đề cao đội tuyển Việt Nam cảnh tỉnh đội nhà trước đòn phản công của đội quân thầy Bắc. Từng đối đầu với Việt Nam tại Asian Cup năm 2019, thủ môn Gonda của Nhật Bản hiểu rằng những chiến binh sao vàng không phải là một đối thủ dễ chơi. Mới đây, thủ môn Suichi Gonda của đội tuyển Nhật Bản đã có buổi trả lời phỏng vấn trực tuyến với truyền thông xứ Phù Tang về trận đấu sắp tới gặp đội tuyển Việt Nam tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Gonda, người đã bắt chính cho Nhật Bản trước Việt Nam tại tứ kết Asian Cup 2019 nhớ lại về đối thủ năm đó của mình. Đội tuyển Việt Nam không có thể hình cao lớn nhưng bù lại họ có khả năng di chuyển rất tốt. Bản thân tôi cho rằng Việt Nam chính là đội bóng mang lại hình ảnh và cảm giác khác biệt nhất ở Asian Cup năm 2019. Tôi cảm thấy ấn tượng khi Việt Nam đang sở hữu một huấn luyện viên đến từ Hàn Quốc, người tạo ra thứ bóng đá vô cùng kỷ luật tại Việt Nam. Bóng đá là một môn thể thao phổ biến và trình độ của đội bóng này đang thực sự ngày càng phát triển. Thủ môn sinh năm 1989 đã ra sân trong cả 4 trận đấu đầu tiên tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Nếu như không có gì thay đổi, nhiều khả năng anh sẽ tiếp tục bắt chính trong trận gặp Việt Nam ngày 11 tháng 11. Người gác đền đang thi đấu cho câu lạc bộ Portimonis của Bồ Đào Nha đánh giá, Việt Nam là một đội bóng thường chơi phòng ngự nhưng đoàn quân của thầy Park vẫn luôn biết cách tạo ra những miếng đánh nguy hiểm. Việt Nam là một đội bóng thường tập trung đá phòng ngự nhưng họ không phải đội bóng chỉ phòng ngự tiêu cực trong cả 90 phút, họ vẫn sẽ dâng lên và do đó trong những trận đấu vừa qua, đội bóng này đã ghi được những bàn thắng nhất định. Mặc dù Việt Nam thi đấu với năm hậu vệ, họ vẫn thể hiện hình ảnh chiến đấu tràn đầy năng lượng, tôi nghĩ đó là điều dẫn đến các bàn thắng của họ. Có thể chúng ta nghĩ rằng Việt Nam với tư cách là đội yếu hơn sẽ chỉ cố gắng để cầm hòa Nhật Bản hoặc sức mạnh duy nhất của họ chỉ là lợi thế được chơi trên sân nhà có khán giả. Tuy nhiên đối với tôi thì Việt Nam không chỉ có như vậy, tôi nghĩ họ vẫn sẽ có cách để tấn công. Bản thân tôi nghĩ Việt Nam sẽ cố gắng tập trung nhiều cầu thủ phòng ngự như một biện pháp đối phó với Nhật Bản, nhưng họ sẽ không làm thế trong suốt cả trận đấu. Điều quan trọng là chúng tôi cần phải có sự chuẩn bị tốt nhất khi đối đầu với Việt Nam. Trận đấu giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ theo giờ Việt Nam ngày 11 tháng 11 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Thông tin cuối cùng trong bản tin ngày hôm nay, lời thật lòng của Mourinho Việt Nam và cơn ác mộng chờ đợi huấn luyện viên Park Hang-seo. Sau cả hai chiến thắng của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đều có chung thái độ không hoàn toàn hài lòng. Lời nói thật của thầy Park và Mourinho Việt Nam. Ngày U23 Việt Nam thắng Đài Bắc Trung Hoa, huấn luyện viên Park Hang-seo thẳng thắn nói trong cuộc họp báo sau trận. Về góc độ trận đấu là huấn luyện viên trưởng, tôi hơi thất vọng về cuộc đấu ngày hôm nay. Ít ngày sau nhà cầm quân người Hàn Quốc trả lời sau khi U23 Việt Nam vượt qua Myanmar, Tôi không có nhiều điều để chia sẻ về cảm xúc của tôi trong trận đấu ngày hôm nay. Không nhiều khi huấn luyện viên Park Hang-seo thể hiện như vậy trong phòng họp báo. Đúng là U23 Việt Nam đã toàn thắng và vượt qua vòng loại U23 châu Á với 6 điểm trọn vẹn, nhưng nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn chưa vơi bớt được sự lo lắng. Việc thiếu kinh nghiệm thi đấu đã ảnh hưởng nhiều đến chất lượng đội hình U23 Việt Nam. Các cầu thủ thuộc lứa hiện tại rất hiếm người được ra sân thường xuyên tại V-League. Cặp tiền đạo Xuân Tú Văn Đạt đã chính ở trận gặp U23 Myanmar thậm chí còn chưa từng nếm trải mùi vị thi đấu ở hạng đấu cao nhất Việt Nam cấp câu lạc bộ. Trong một buổi phỏng vấn với VTV, huấn luyện viên Phạm Minh Đức, người từng kinh qua nhiều vị trí huấn luyện viên cả ở cấp độ trẻ lẫn câu lạc bộ V-League, chỉ ra cái khó của việc tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ. Các huấn luyện viên phải lo cho vị trí của mình và không được thất bại. Nói thực sự là các huấn luyện viên ít tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Năm 2015, tôi vô địch giải U21 quốc gia và được lên thay huấn luyện viên Phan Thanh Hùng dẫn dắt Hà Nội FC. Các cầu thủ trẻ của tôi đã chính ở đội U21, nhưng khi về V-League thì vẫn non như Thành Trung, Duy Mạnh, Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Kiên. Hà Nội FC đã thất bại ở những vòng đấu đầu tiên và tôi đã xin về lại trung tâm đào tạo trẻ. Đấy là sự khốc liệt dành cho các huấn luyện viên tin dùng cầu thủ trẻ. Thực trạng mà vị huấn luyện viên mang biệt danh Mourinho Việt Nam chỉ ra cho đến nay không có nhiều thay đổi. Dù là một trong những đội bóng đóng góp nhiều cầu thủ nhất cho các cấp độ đội tuyển quốc gia và cho ra lò nhiều ngôi sao trẻ, thì Hà Nội FC vẫn còn không ít viên ngọc thô không có cơ hội mài rũ ở đấu trường V-League. Câu trả lời nào cho áp lực thành tích khổng lồ? Áp lực thành tích với huấn luyện viên Park Hang-seo là điều rất rõ ràng. Trong 2 tháng 5 và 6 năm 2022, U23 Việt Nam sẽ liên tiếp tham dự hai giải đấu quan trọng là SEA Games trên sân nhà và vòng chung kết U23 châu Á. Ở đấu trường SEA Games, thầy Park có nhiệm vụ bảo vệ tấm huy chương vàng, còn tại vòng chung kết U23 châu Á, Hào Quang từ thường châu 2018 vẫn khiến người hâm mộ đặt kỳ vọng cao, dù cho hiện U23 Việt Nam chỉ nằm ở nhóm hạt giống số 3. Đó là còn chưa kể vào tháng 9, ASEAN 2020 diễn ra tại Hàng Châu. Với tư cách là đội đương kim hạng tư môn bóng đá nam, U23 Việt Nam khó lòng hành quân đến Trung Quốc mà không chịu sức ép thành tích nào. Sắp bước vào những giải đấu lớn rồn rập, U23 Việt Nam không có nhiều thời gian để chuẩn bị. Trước mắt huấn luyện viên Park Hang-seo phải toàn tâm toàn ý lo cho đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup và AFF Cup. Phải đến hết loạt trận tháng 3 năm 2022, nhà cầm quân người Hàn Quốc mới có thể chuyển sự tập trung sang đội U23 chỉ có điều là những khoảng thời gian trống cũng phải dành cho V -League. Giải đấu hai năm qua đã gặp quá nhiều trắc trở vì dịch COVID-19. Thông thường trước mỗi giải đấu quan trọng, V sẽ tạm nghỉ một khoảng thời gian tương đối dài để các đội tuyển chuẩn bị. Nhưng với lịch trình dày đặc của năm 2022, không dễ để U23 Việt Nam có được một lịch tập huấn đủ thời lượng mà thầy Park mong muốn. Với sự chuẩn bị như vậy, nguy cơ U23 Việt Nam không đạt được những thành tích như kỳ vọng là không hề nhỏ. Ngay cả khi đoàn quân áo đỏ thắng cả hai trận không đã mắt ở vòng loại U23 châu Á, những lời chỉ trích đã xuất hiện khá nhiều. Và búa dìu dư luận sẽ còn nhân lên gấp bội nếu như U23 Việt Nam phải đón kết quả buồn ở những giải đấu nêu trên. Vậy làm thế nào để các cầu thủ U23 Việt Nam đạt được bước tiến trong thời gian hơn nửa năm từ giờ cho đến SEA Games? Không thể đổ hết trách nhiệm cho các câu lạc bộ V-League. Áp lực thành tích với mỗi nhà cầm quân V-League đều rất lớn, cho dù mục tiêu của mỗi đội bóng là khác nhau. Giải đấu năm 2021 chỉ đi được 12 vòng đấu, chưa xong giai đoạn 1, nhưng đã có tới 7 nhà cầm quân mất việc. Trước đó vào năm 2020 cũng có 9 trường hợp thay ngựa giữa dòng. Để đảm bảo thành tích, các huấn luyện viên thường tin dùng cầu thủ giàu kinh nghiệm hoặc ngoại binh hơn là các nhân tố trẻ và thời gian ra sân của các cầu thủ lứa U23 Việt Nam tại V-League 2022 có lẽ cũng khó được cải thiện nhiều. Trước tình thế này, huấn luyện viên Phạm Minh Đức đã đề xuất một kế hoạch đặc biệt dành cho các ngôi sao trẻ. Cụ thể những người tạm thời chưa có nhiều cơ hội tại cấp câu lạc bộ sẽ được tập trung lại, tham gia tập huấn và thi đấu cọ sát nhằm tích lũy thêm kinh nghiệm chỉ có như vậy thì U23 Việt Nam mới hy vọng vào một bước đột phá trong thời gian tới, nhằm hướng đến mục tiêu quan trọng cấp khu vực và châu lục. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh Bóng đá 365. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để luôn luôn được cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày đến từ kênh Bóng đá 365 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.